trích 10% thu nhập của mình hàng tháng để tham gia bảo hiểm thôi. Thì nó không có đáng sợ, nó không đáng lo bằng khi khách hàng, khi bác sĩ kêu mình phải đóng 50 triệu, 100 triệu hoặc thậm chí vài trăm triệu cho một ca bệnh nào đó. Đấy, mình trích ra 10% này để đảm bảo 90% thu nhập của mình còn lại. Bảo hiểm nó sẽ bảo vệ cái thu nhập của mình đã làm ra. Ví dụ những khoản đầu tư vào đất đai, vào hội hẹn, ngân hàng gì đó của mình. Và nó cũng sẽ đảm bảo bảo vệ cả cái khoản thu nhập mà mình chưa kịp làm ra nữa. Anh nghĩ là cái bảo hiểm là cái mà mình cần phải ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là cái để mình lựa chọn. Và để xử lý cái câu hỏi này thì Trứ cũng có một cái cách nữa, đó là mình, Trứ thường hay làm là mình, Trứ lấy một cái giấy tờ giấy A4 ra, Trứ chia ra làm đôi. Một bên thì Trứ ghi là không có bảo hiểm, đấy thì mình sẽ có gì có gì có gì đấy. Còn phía bên kia thì Trứ ghi là nếu như có bảo hiểm thì mình sẽ được gì. Thì sau đó Trứ sẽ hỏi khách hàng, nếu như anh chị chọn thì anh chị chọn bên nào. Thì chắc chắn khách hàng sẽ chọn bên có bảo hiểm, bởi vì nó có quá nhiều việc lợi, nó có quá nhiều cái hay, đúng không ạ? Anh chị thấy nè, có quá nhiều việc lợi, có quá nhiều điều hay, nhưng mà đổi lại anh chị chỉ bỏ ra chỉ 10% thu nhập thôi, thì cái mức phí này nó rất là rẻ, nó rất là dễ dàng để mình tham gia. Cũng chia sẻ với khách hàng luôn những cái quyền lợi mà công ty bảo hiểm đưa ra để mà khách hàng có thể yên tâm tham gia cái hợp đồng bảo hiểm một cách lâu dài. Đó là ví dụ như là 60 ngày gia hạn đóng phí này, thêm 2 năm để gọi là, Trứ hay nói vắn tắt với khách hàng là tạm dừng hợp đồng, giống như mấy bạn sinh viên đi học xong bảo lưu kết quả 2 năm để đó, sang năm vô học tiếp. Thì trường hợp hợp đồng bảo hiểm cũng giống như vậy. Rồi mình được chia nhỏ số phí đóng, mình được thay đổi số tiền bảo hiểm, mình được quyền dùng quyền linh hoạt đóng phí. Thì bản thân Trứ là một đại lý bảo hiểm, bản thân em là đại lý bảo hiểm, em rất là rành về những cái này. Và em tâm niệm rằng là mình không bao giờ để cho khách hàng của mình phải mất cái hợp đồng bảo hiểm vì một lý do nào đó về tài chính. Tức là anh chị cứ xem em, xem Trứ như là một người thân trong gia đình đi, có vấn đề gì về tài chính thì cứ nói với Trứ đi, thì Trứ sẽ hỗ trợ hết mình để mình duy trì cái hợp đồng bảo hiểm, để duy trì quyền lợi cho mình.